Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái trang bị cũng như là những cái vị tướng mà khắc chế vị tướng Roman trong cái lối chơi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái trang bị là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai, mình nói xong cái trang bị mình sẽ chia sẻ những cái vị tướng mà khắc chế Roman. Thì mọi người cũng biết rồi, Roman là một vị tướng cái khả năng cơ động rất là tốt và đặc biệt cái chiêu ủi của ảnh rất là ngon lành luôn. Nên là mọi người muốn khắc chế được cái chiêu ủi á để làm giảm cái khả năng kháng hiệu ứng của vị tướng này á thì mọi người phải lên cho mình hai món. Thứ nhất chính là chiếc giày kiên cường, thứ hai chính là cái sandal bảo táp á mọi người. Thì hai cái món này nó sẽ giúp cho kháng hiệu ứng mỗi món là 35%, thì hai món sẽ là 70% nha, để mà làm giảm cái khả năng là ủi của vị tướng Roman, sẽ làm giảm rất là nhiều cái khả năng mà bị khống chế á. Và cái vị tướng Roman á là cái khả năng ám sát nó rất là tốt, cái độ cơ động cực kỳ cao, nên là mình sẽ lên những cái trang bị. Nếu mà mình là đấu sĩ nha, đấu sĩ thì sát thủ á thì mình sẽ lên cái khiên thước chèn và cái áo tròn băng giá hoặc là cái cây diều Hyoga. Thì ba món này sẽ cực kỳ rất là hiệu quả khi mà lên để mà làm giảm cái khả năng là ám sát của Superman và đồng thời là cái khả năng chạy tốc đánh á, tốc chạy của Superman mọi người nó rất là giảm rất là nhiều luôn. Nên là mình sẽ lên ba món này. Còn nếu là mình vị tướng phép á thì mình sẽ lên cái trượng băng á mọi người để làm giảm nó cũng như cái độ cơ động thôi, khả năng ám sát của nó luôn. Mình sẽ làm bích đường cái đường mà cái độ mà kêu bằng cái điểm mạnh của nó chính là cái độ cơ động, nó khả năng ám sát tốt thì mình sẽ lên những cái trang bị mà làm khắc nó sẽ hoàn toàn luôn. Và nếu mình là AD ấy, mọi người thì mình sẽ lên cái ghèo. Nếu mà AD tốc đánh nha, mình sẽ lên cây ghèo Hyoga và cái áo tròn băng giá nha. Áo tròn băng giá thì tướng nào mình AD á, mình cũng lên được, còn cây ghèo á đa phần mình sẽ dùng cho AD tốc đánh là sẽ tốt hơn. Tại sao mình lại dùng cái AD tốc đánh lại lên cây ghiều này? Tại vì á khi mà mình đánh trúng mục tiêu á thì đánh trúng Superman đó mọi người thì nó sẽ bị giảm cái tốc chạy rất là nhiều, nên là mình đa phần những cái tướng mà AD tốc đánh á đánh trúng Superman á thì nó sẽ bị giảm cực kỳ là hiệu quả luôn, di chuyển không nổi luôn. Còn về những vị tướng mà mình sẽ làm khắc chế Superman thì khi mà mình chơi á, mình gặp Superman á thì mình đừng có lên ba vị tướng này nha. AD nha, AD là vị tướng Van Hell nè, nó vị tướng Olin O nè, vị tướng Phoenix nè. Ba vị tướng này là bị Roman khắc chế nên là mình sẽ không xài ba vị tướng này, mà mình muốn xài cho những cái vị tướng á mà khắc chế Roman hiệu quả thì mình sẽ dùng một số vị tướng pháp sư, chính là vị tướng Alistair nè, vị tướng Laugiel nè, vị tướng Init á mọi người, vị tướng mà đi đường giữa có cái nón đội ông già đó, cầm cái gậy đó mọi người. Nó đây là ba vị tướng mà khắc chế Roman rất là hiệu quả nha. Thì đây là những cái chia sẻ về trang bị cũng như là những cái vị tướng mà khắc chế Superman. Thì qua video này thì mọi người muốn làm về những cái trang bị hay là những cái bản ngọc hay là trang bị vô hiệu của vị tướng nào á thì mọi người cứ comment, mình sẽ làm ngọc theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.